Chào mừng anh em đã quay trở lại bản tin nhanh của công ty HCE và mình là Thắng. Hôm nay thì mình muốn giới thiệu đến các anh em một cái sản phẩm mà nó mới cập bến công ty HCE. Và sản phẩm này nó chính là một cây búa cao su đến từ Đức. Và cụ thể hơn là nó đến từ thương hiệu Holder Made in Germany. Thì cái cây búa này nó có một cái điểm thú vị ở chỗ là cái cấu tạo của nó. Đây anh em có thể thấy đây. Đây là cái cấu tạo của nó. Dựa vào cái cấu tạo này anh em có thể đoán ra đó chính là nó cho phép chúng ta thay thế được những cái đầu búa này. Từ điều này chúng ta có thể thấy rằng cây búa này nó sẽ có cái tác dụng rất là phù hợp với những cái anh em nào mà sử dụng ở một cường độ cao hoặc là sử dụng ở trong nhà máy. Khi mà sử dụng ở một cái cường độ cao như vậy thì cái đầu này nó rất là dễ mòn. Khi đó anh em hoàn toàn có thể thay thế cái đầu này bằng cách là mở cái con bù lông này ra thôi, cho cái đầu này nó nới lỏng ra và anh em thay thế. Và một cái điểm thú vị nữa mà mình muốn mang đến cho anh em đó chính là cây búa này nó không chỉ là cây búa cao su, nó có thể biến hình. Ví dụ cái đầu này anh em có thể thay thế bằng đầu nhựa. Đây chính là cái đầu nhựa mình mang đến cho anh em, chỉ cần nó cùng kích cỡ. Đây, anh em thấy Simplex P50. Đây chính là cái đầu nhựa anh em. Đây là cái sản phẩm tên của sản phẩm của cây búa Simplex 50. Thì nghĩa là cái đầu nào mà có cái đường kính 50mm là anh em hoàn toàn có thể thay thế được hết. Đây là cái phần cao su thay thế. Thì đây mình sẽ chiếu thêm. Đây là Simplex 50. Như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể biến cây búa này thành một cái cây búa nhựa cũng được. Hoặc là anh em có thể thay thế một đầu cao su, một đầu nhựa đều được. Như vậy thì chúng ta, anh em nào mà hay sử dụng cái những công việc mà liên quan đến hai cái loại đầu cao su và đầu nhựa thì anh em thay thế một đầu cao su, một đầu nhựa luôn. Thì mình cũng giải thích luôn cho anh em một số cái, ví dụ như là công dụng mà số anh em chưa biết ấy, thì công dụng của đầu búa cao su thì là nó sẽ giúp cho cái lực giảm chấn nó sẽ giảm bớt được cái độ lớn đi khi mà anh em gõ. Như vậy thì nó sẽ giúp anh em làm việc ở trên như kiểu là anh em đóng gạch men này. Anh em có thể là dùng trong xây dựng hoặc là anh em dùng để làm trong mộc các anh em, đóng chốt mộc. Nhưng cũng không dùng để đóng đinh sắt nha anh em. Và cái đầu nhựa đây thì búa đầu nhựa thì anh em cũng có thể sử dụng ở một số trường hợp như là khi mà anh em sử dụng mà anh em không muốn cái chi tiết của anh em bị xước hoặc là bị móp méo thì anh em sử dụng cái đầu búa nhựa, ví dụ như đóng bạc đạn hoặc vòng bi gì đó. Cái chi tiết tiếp theo mình muốn mang đến cho anh em đó chính là về cái thiết kế của cái cây búa này. Và mình cũng thấy cái thiết kế này nó cực kỳ là hợp lý. Mình muốn mang đến cho anh em đó chính là thứ nhất là cái trọng lượng cái búa này là 2 kg. Như vậy khi chúng ta sử dụng cái lực đóng xuống cũng rất là tương đối rồi. Như vậy chúng ta không cần phải sử dụng thêm quá nhiều cái sức lực. Đây là cái thứ nhất. Thứ hai đó chính là cái phần cán. Mình đánh giá rất là cao cái phần cán gỗ này. Thứ nhất cái phần cán gỗ này nó sẽ giúp cho cây búa giảm đi được một cái trọng lượng rất là đáng kể. Khi mà nó làm bằng kim loại hoặc bằng nhựa thì nó sẽ gia tăng cái lực của cây búa chúng ta dùng lâu sẽ rất là mỏi tay. Trong khi chúng ta sử dụng cây búa này cũng không phải là để đóng những cái vật mà cần phải dùng sức nhiều. Như vậy búa gỗ, cái cán gỗ mình đánh giá rất là ok rồi. Và cái cán gỗ anh em hoàn toàn khi mà nó hư á, sử dụng một thời gian nó có thể hư, nhưng mà anh em có thể sử dụng gỗ thì cái cán khác được tùy các anh em được chế ra, hoặc là anh em có thể mua cái cán tại công ty HCE, hoặc là anh em chế ra thì rất là dễ. Cái cán gỗ thì anh em sử dụng rất là đơn giản thôi, cứ chuẩn kích thước như này anh em đưa vào là dùng thôi. Như vậy mình đánh giá rất là cao về cái tính thay thế của nó. Vừa rồi thì mình đã cùng các anh em đi đánh giá nhanh qua cái cây búa cao su đến từ thương hiệu Holder của Đức. Và nếu mà anh em nào muốn trải nghiệm thực tế cái cây búa này thì anh em có thể đến trực tiếp công ty HCE tại số 4 đường 20 phường An Phú quận 2 để chúng ta trải nghiệm thực tế cái sản phẩm này nha. Hoặc là anh em có thể gọi đến số hotline của công ty HCE để các bạn sale có thể tư vấn đến cho các anh em. Và nếu mà anh em có cái ý kiến gì về cây búa này hoặc là có cái thắc mắc gì thì anh em cũng có thể để lại cái ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận để cho chúng ta cùng thảo luận nha. Cuối cùng thì mình xin chúc các anh em có một cái tuần làm việc thật hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các clip lần sau.